Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Trâm. Hiện nay sau đại dịch Covid-19 thì đóng trùng hạ thảo là từ khóa rất hot, là sản phẩm được mọi người tin dùng bởi các công dụng tuyệt vời như là giúp ngủ ngon, tăng cường sức đề kháng, bồi bổ sức khỏe, thanh lọc cơ thể và đặc biệt tốt đối với những người có chỉ số đường cao, giúp giảm chỉ số đường nhanh và tốt đối với bệnh nhân ung thư. Ngoài ra thì đóng trùng hạ thảo còn giúp thanh lọc phổi rất tốt. Vậy thì câu hỏi được đặt ra là làm thế nào để chúng ta tìm mua được đóng trùng hạ thảo thật và có chất lượng? Trâm mời mọi người cùng theo dõi 6 tiêu chí sau đây nhé. Tiêu chí đầu tiên, phân biệt qua màu sắc. Đóng trùng hạ thảo sấy thăng hoa có màu vàng đậm, tươi, giòn. Khi mà bẻ thì nghe kêu âm thanh rất giòn giống như là snack. Tiêu chí số 2 là mùi vị. Sơi nấm đóng trùng hạ thảo sấy thăng hoa sẽ có vị nấm rất đặc trưng, người sẽ thấy được mùi nấm. Tiêu chí số 3 là ngày sản xuất. Tốt nhất là chúng ta sử dụng đóng trùng hạ thảo trong vòng 6 tháng kể từ ngày sản xuất. Tiêu chí số 4, chỉ số codicepin cao thể hiện rằng nấm có hàm lượng dinh dưỡng cao. Đóng trùng hạ thảo Fancy có chỉ số codicepin lớn hơn 7.000mg trên 1kg, trong khi hàng loạt nhãn hiệu đóng trùng hạ thảo khác chỉ dưới 5.000mg trên 1kg. Tiêu chí số 5, tên công ty, nhà sản xuất phải khớp với tên ở trên nhãn mác bao bì lưu hành. Vì hiện nay nhiều đơn vị lợi dụng đồ hot của đóng trùng hạ thảo nhập số lượng rất ít từ các xưởng uy tín, sau đó trộn thêm hàng trôi nổi nhưng vẫn lấy giấy kiểm định bên uy tín làm nền. Và cuối cùng tiêu chí số 6, sản phẩm phải có đầy đủ nhãn mác, thông tin cần thiết trên bao bì như là tên công ty, nơi sản xuất, ngày sản xuất, hướng dẫn sử dụng, thể hiện rằng sản phẩm có nguồn gốc và có đơn vị chịu trách nhiệm nếu như có vấn đề gì xảy ra về sản phẩm. Hy vọng là những chia sẻ của Trâm sẽ giúp mọi người tìm mua được, phân biệt được đâu là đóng trùng thật và đâu là đóng trùng chất lượng. Và để đặt mua đóng trùng hạ thảo Fancy chính hãng thì mời mọi người inbox qua số điện thoại 0777464707 để được Trâm tư vấn và đặt mua hàng nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của Trâm. Hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau.